Hello mọi người, tôi sẽ tiến hành lên thợ cắt gương, cắt cho một tấm gương với kích thước là 85-55, 85-80 được, có khổ nào cỡ tầm 80-85 rồi, còn 50-55 là vừa. Và sau khi bà chủ tiệm gương đã cắt được tấm gương cho mình, ok, các bạn có thể thấy tấm gương này rất là dày đấy, rất là đẹp luôn. Wow, ok, và sau đó chúng ta sẽ tiến hành tiếp tục làm một cái bể bơi nha anh em.